kính chào các bạn. Hôm nay công ty Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn một ngôi trường rất là chất lượng và đạt uy tín trên toàn thế giới. Đây là một ngôi trường tọa lạc tại Mỹ, đó là trường Canyon View Christian Academy. Thông tin đôi nét về trường thì đây là một ngôi trường được thành lập từ năm 1924 và là một trong những trường nội trú lâu đời nhất tại miền Tây nước Mỹ. Trường thì có các lớp học từ lớp 9 đến lớp 12, bao gồm cả chương trình tiếng Anh hỗ trợ sinh viên trên quốc tế. Với các học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học tại đây thì sẽ có cơ hội vào học đại học tại các trường đại học có tiếng như là University of London, King's University, Tufts, Rutgers hoặc rất nhiều các trường đại học danh tiếng khác. Trường nằm tại thành phố Canyon View, bang Oregon. Từ trường thì rất thuận tiện cho việc đi di chuyển tham quan nhà hát Ashland Shakespeare và thành phố Eugene. Trường có 13 khu nhà bao gồm như là nhà thể thao, khu nội trú của học sinh nam và nữ riêng biệt, phòng thí nghiệm khoa học, phòng học máy tính, sân tập tennis, v.v. Về lượng giáo viên và chương trình học thì số lượng học sinh trên một giáo viên tại trường là 10/1. Do đó mà học sinh, sinh viên nhận được nhiều sự quan tâm cũng như là hướng dẫn của giáo viên trong trường. Trường thì rất chú trọng đến việc phát triển các tố chất của học sinh và phát triển các kỹ năng sống là phương châm cơ bản của ngôi trường nổi tiếng này. Bên cạnh việc học tập thì trường trung học này cũng tổ chức rất nhiều chương trình hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên như là tổ chức các chuyến đi du lịch, cắm trại, du lịch và tìm hiểu văn hóa các nước. Về chi phí thì phí nộp đơn là 100 đô, phí đặt phòng có hoàn lại là 250 đô, các khoản phụ là 600 đô bao gồm phí đi lại, phí kiểm tra, học phí, tiền phòng và ăn ở là 25.000 đô. Về chương trình học thì bao gồm như là chương trình tiếng Anh, nghệ thuật, khoa học, kinh thánh, xã hội học, toán, giáo dục thể chất, môn học lựa chọn và vân vân. Đó là một vài thông tin chi tiết mà hôm nay công ty Tân Đại Dương muốn chia sẻ với các bạn về ngôi trường Canyon View tại Mỹ này. Và nếu mà các bạn còn muốn thêm và rõ ràng hơn thì các bạn có thể liên hệ tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua chi nhánh quận 5 là 0838 2080 hoặc là qua chi nhánh chính qua số điện thoại là 0838 0808 79, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website là tandaiduong.edu.vn hoặc tdd.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.